AXPP Film PPF S-Series cao cấp nhất là một siêu phẩm bảo vệ lớp sơn xe với màng bảo vệ hiệu suất cao, được ứng dụng chuyên nghiệp để bảo vệ lớp sơn nguyên bản của ô tô, đạt tiêu chuẩn với vật liệu nền TPU Alifatic, có tính bảo quản, thẩm mỹ và giá trị. Với 3 lớp công nghệ tiên tiến, I would like to do shots at a party.